như thế xin được anh thực hiện một ca khúc nữa. Thời điểm này là hương sư chúng ta vẫn đang còn, chính vì vậy và vì thế xin gửi đến một cái tình khúc rất là tiếng bác sĩ là hối có một cái điều rất là rộn ràng và trong ngày vui hôm nay cũng rất là phù hợp với các bạn trẻ. Con khúc được mang tên Xuân và Tuổi Trẻ, còn được cái đơn vị cùng thưởng thức. Tiếng xuân niềm niềm muôn tình ta.